một cái gì đó bị mất tôi cảm thấy hối tiếc tất cả chúng ta đều có những thứ mà chúng ta đã đánh mất trong cuộc sống của mình cho dù đó là người thân công việc hay ước mơ mất đi thứ gì đó có thể là một trải nghiệm đau đớn chúng ta cảm thấy tiếc nuối khi mất đi thứ gì đó là điều tự nhiên nhưng điều quan trọng cần nhớ là hối tiếc là một cảm xúc lãng phí chúng ta không thể thay đổi quá khứ nhưng chúng ta có thể học hỏi từ nó và bước tiếp trong video này tôi sẽ nói về cách đối phó với sự hối tiếc sau khi đánh mất một thứ gì đó tôi sẽ chia sẻ một số lời khuyên về cách vượt qua sự hối tiếc và tiếp tục cuộc sống của bạn xin chào tất cả mọi người và chào mừng đến với kênh của tôi hôm nay tôi sẽ nói về cách đối phó với sự hối tiếc sau khi đánh mất một thứ gì đó hối tiếc là một cảm xúc tự nhiên mà tất cả chúng ta đều cảm thấy khi đánh mất một thứ gì đó đó là cảm giác buồn bã thất vọng và đôi khi là cả sự tức giận chúng ta có thể hối tiếc về những lựa chọn của mình những điều chúng ta đã nói hoặc không nói hoặc những cơ hội mà chúng ta đã bỏ lỡ hối tiếc có thể là một cảm xúc rất mạnh mẽ và đôi khi nó có thể ngăn cản chúng ta sống hết mình nếu chúng ta cứ mãi sống trong quá khứ chúng ta sẽ không bao giờ có thể bước tiếp vậy làm thế nào để chúng ta đối phó với sự hối tiếc dưới đây là một vài lời khuyên thừa nhận cảm xúc của bạn bước đầu tiên để đối phó với sự hối tiếc là thừa nhận cảm xúc của bạn không sao cả khi cảm thấy buồn thất vọng hay tức giận đừng cố gắng kìm nén cảm xúc của bạn nói về nó nói về cảm xúc của bạn có thể giúp bạn xử lý chúng và bắt đầu bước tiếp nói chuyện với bạn bè thành viên gia đình nhà trị liệu hoặc bất kỳ ai khác mà bạn tin tưởng học hỏi từ những sai lầm của bạn hối tiếc có thể là một kinh nghiệm học tập có giá trị nó có thể giúp bạn xác định những điều mà bạn muốn thay đổi trong cuộc sống của mình lập danh sách những điều bạn hối tiếc sau đó nghĩ về những điều bạn có thể làm khác đi trong tương lai tha thứ cho chính mình điều quan trọng là phải tha thứ cho những sai lầm của bạn giữ sự tức giận và oán giận sẽ chỉ làm tổn thương bạn về lâu dài hãy tha thứ cho bản thân vì những điều bạn không thể thay đổi và sau đó tập trung vào việc tiếp tục đừng sống trong quá khứ điều quan trọng cần nhớ là bạn không thể thay đổi quá khứ sống trong quá khứ sẽ chỉ khiến bạn cảm thấy tồi tệ hơn tập trung vào thời điểm hiện tại và hướng tới tương lai phần kết luận hối tiếc là một cảm xúc tự nhiên nhưng điều quan trọng cần nhớ là đó là một cảm xúc lãng phí chúng ta không thể thay đổi quá khứ nhưng chúng ta có thể học hỏi từ nó và bước tiếp nếu bạn đang đấu tranh với sự hối tiếc tôi hy vọng những lời khuyên này sẽ giúp bạn vượt qua nó và bắt đầu sống hết mình cảm ơn vì đã xem